cái teamwork của cả nhóm. Và thật sự là sau chuyến đi này cảm thấy là cực kỳ thú vị và học hỏi được thêm rất là nhiều điều bổ ích. Anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát với cuộc trời rộng. Ngày nay ta nắm đôi được ngầm vòng Việt Nam. Chương trình đặc biệt này mình cảm thấy tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình khi trong những kỹ năng sống và những các hoạt động ngoài trời. Why don't you start training with us? We are always waiting for you guys. Love you all. Khi về Văn Lang, tôi bắt đầu xây dựng cái chương trình đào tạo đặc biệt với một cái đặc biệt đó là tạo cái cơ hội cho sinh viên khám phá bản thân mình cũng như là khả năng để xác định được cái ngành mình học đúng với cái khả năng và đam mê của mình và có cái không gian cũng như cái thời gian làm việc ấy. Chương trình đào tạo đặc biệt này tạo một cái cơ hội cho các em xây dựng được cái sự khác biệt trong kiến thức cũng như là kỹ năng của mình. Bạn bận cái áo dài, cái áo sơ mi hay là cái áo vest thì nó cũng chỉ là cái áo, con người bạn cũng chỉ là mặt. Cái sự khác biệt ở đây là cái thay đổi trong con người. Sinh viên đó sẽ thấy mình thay đổi như thế nào. Sau một thời gian, tôi cho rằng một năm, thì các em sẽ cảm nhận được mình đã thay đổi như thế nào rồi. Cá nhân cái người học sẽ thấy cái sự khác biệt và cái sự đặc biệt của cái chương trình. Phụ huynh và những sinh viên đấy sẽ là người trả lời cái câu hỏi cái chương trình đặc biệt này đặc biệt như thế nào.